đời và sự nghiệp của nhà thơ Xuân Quỳnh. Xuân Quỳnh là một nhà thơ nổi tiếng trong nền văn học Việt Nam. Những tác phẩm của bà luôn mang lại nhiều màu sắc, gây ấn tượng mạnh với bạn đọc. Xuân Quỳnh sinh năm 1942, mất năm 1988, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, là một nữ nhà thơ người Việt Nam. Bà nổi tiếng với nhiều bài thơ được nhiều người biết đến như Thuyền và Biển, Sóng, Thơ tình cuối mùa thu, Tiếng gà trưa. Tháng 2 năm 1955, Xuân Quỳnh được tuyển vào Đoàn Văn công Nhân dân Trung ương và được đào tạo thành diễn viên múa. Bà đã nhiều lần đi biểu diễn ở nước ngoài và dự Đại hội Thanh niên Sinh viên Thế giới năm 1959 tại Viên, Áo. Từ năm 1962 đến năm 1964, Xuân Quỳnh học trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ khóa 1 của Hội Nhà văn Việt Nam. Sau khi học xong, làm việc tại Báo Văn nghệ, Báo Phụ nữ Việt Nam, Xuân Quỳnh là hội viên từ năm 1967, ủy viên ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa 3. Năm 1973, Xuân Quỳnh kết hôn với nhà viết kịch, nhà thơ Lưu Quang Vũ. Trước đó, Xuân Quỳnh kết hôn lần đầu tiên với một nhạc công của Đoàn Văn công Nhân dân Trung ương và đã ly hôn. Từ năm 1978 đến lúc mất, Xuân Quỳnh làm biên tập viên nhà xuất bản tác phẩm mới. Xuân Quỳnh mất ngày 29 tháng 8 năm 1988 trong một vụ tai nạn giao thông tại đầu cầu Phú Lương, thị xã Hải Dương, nay là thành phố thuộc tỉnh Hải Dương, cùng với chồng Lưu Quang Vũ và con trai Lưu Quỳnh Thơ mới 13 tuổi. Thơ của Xuân Quỳnh luôn giàu những cung bậc cảm xúc, những bài thơ ấy khi hạnh phúc say đắm, lúc đau khổ đến tột cùng, gần gũi và thân thuộc với thiên chức của người làm vợ, làm mẹ. Những chủ đề thường xuyên xuất hiện trong thơ của Xuân Quỳnh thường là tình yêu, kỷ niệm về tuổi thơ, gia đình và chủ yếu các bài thơ có tính hướng nội mang đậm phong cách cá nhân nhưng lại rất đỗi thân thuộc chứ không xa rời thực tế. Và thơ của Xuân Quỳnh còn là đời sống của chính tác giả trong những tháng năm đất nước còn đang tồn tại chiến tranh. Điều đặc biệt trong thơ của bà với những thi sĩ hiện đại cùng thời đó chính là khía cạnh nội tâm sâu sắc. Tâm trạng vui buồn của Xuân Quỳnh hòa chung với tâm trạng của xã hội, thơ của bà giàu sự tinh tế, lẩn khuất phía sau đó còn là những tư tưởng, triết lý và tất cả đều được lấy từ chất liệu cuộc sống đời thường. Bài thơ Sóng là một trong những bài thơ thành công nhất trong sáng tác của Xuân Quỳnh, sóng thể hiện âm thanh trong trẻo của người con gái khi yêu. Xuân Quỳnh đã bộc lộ hết cảm xúc của một cô gái khi đem lòng yêu thương một chàng trai. Mong ước của Xuân Quỳnh chính là có thể hòa vào biển lớn của tình yêu. Xuân Quỳnh từng tâm sự rằng, vì thích thú, làm văn học cảm thấy mình được sống thêm một cuộc đời nữa. Vì uất ức, khi mới vào nghề bị xô đẩy, bị kinh rẻ nên tôi quyết phải sống. Mà sống tức là phải viết. Nói đến niềm vui, nỗi khổ của mình, tôi cảm thấy có cái sung sướng không mấy ai có. Như người khác không được yêu, mình được yêu. Như người khác chỉ biết im lặng, mà mình biết nói và nói lên được thành tiếng. Một số tác phẩm tiêu biểu của Xuân Quỳnh có thể kể đến như Tơ Tằm, Chồi Biếc, Hoa Dọc Chiến Hào, Gió Lào Cát Trắng, Lời Ru Trên Mặt Đất, Cây Trong Phố, Trời Trăng, Sân Ga Chiều Em Đi, Tự Hát, Hoa Cỏ Mai, Thơ Xuân Quỳnh, Thơ Tình Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ, Không Bao Giờ Là Cuối, Mẹ Của Anh, Thuyền Và Biển. Xuân Quỳnh được nhà nước Việt Nam truy tặng giải thưởng nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh vì những thành tựu cho nền văn học nước nhà. Bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh đã được phổ thành nhạc và nhận được rất nhiều sự yêu thích từ bạn trẻ. Sóng là bài thơ đặc sắc viết về tình yêu, rất tiêu biểu cho phong cách của Xuân Quỳnh. Qua hình tượng sóng, trên cơ sở sự tương đồng, hòa hợp giữa sóng và em, bài thơ diễn tả tình yêu của người phụ nữ thiết tha, nồng nàn, chung thủy, muốn vượt lên tất cả thử thách của thời gian và sự hạn hữu của đời người. Bài thơ cho thấy tình yêu là một thứ tình cảm cao đẹp, một hạnh phúc lớn lao của con người. Chuyện tình đẹp nhưng đầy bi thương của Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ. Trong làng văn học Việt Nam, chuyện tình của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và nữ thi sĩ Xuân Quỳnh từ lâu đã trở thành một biểu tượng cho tình yêu đầy ngọt ngào và thơ mộng, sống mãi trong lòng bao người. Với họ, chất tình trong cuộc sống chính là cội nguồn cho sự sáng tác. Có một hiện thực đã xảy ra, chính những lời thơ của bà có viết chỉ còn em và anh cùng tình yêu ở lại như một điềm báo về tương lai của họ. Hay như trong bài thơ cuối cùng của Lưu Quang Vũ viết tặng người vợ thương yêu của mình, cũng có câu khiến người đọc phải suy nghĩ. Phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay, ta đã có những ngày vui sướng nhất, đã uống cả men nồng và rượu chát, đã đi qua tận cùng của con đường. Sau vô biên dẫu chỉ có vô biên, buồm đã tới và lúa đồng đã gặt. Tai nạn giao thông năm 1988 đã cướp đi mạng sống của đô nghệ sĩ tài hoa khi đang ở đỉnh cao công hiến cho văn học nghệ thuật, để lại cho đời và nền văn học Việt Nam vô vàn tiếc thương và một câu chuyện tình đầy lãng mạn, đậm chất ngôn tình hiện thực. Bằng những đóng góp không ngừng nghỉ cho nền văn học Việt Nam, trong sự nghiệp của hai vợ chồng nữ thi sĩ Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ cũng gặt hái được những giải thưởng nhất định. Đặc biệt mới đây, Google còn trang trọng vinh danh kỷ niệm tuổi 77 của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh như một cách để tri ân những công hiến của bà cho thơ ca nhân loại. Bà cũng trở thành niềm tự hào của dân tộc khi là người phụ nữ Việt Nam được Google vinh danh.